Thưa quý vị, có nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng tượng nữ thần tự do khi về đến Việt Nam đã bị chuyển giới. Tượng đã bị chuyển giới như thế nào và chúng ta thấy gì từ vụ việc chính quyền thành phố Sapa xử lý tượng nữ thần tự do? Kính mời quý vị cùng theo dõi bài viết sau đây. Tin mới nhất từ Sapa. Điểm du lịch yêu thích của người Việt Nam và du khách ngoại quốc lâu nay ở Việt Nam là chính quyền đã xử lý đúng pháp luật tượng nữ thần tự do. Người chủ của điểm du lịch Check-in Ansapa cho biết ông sẽ chỉnh sửa bức tượng nữ thần tự do theo hướng gần gũi hơn với văn hóa bản địa. Cụ thể là chiếc vương miện của tượng nữ thần sẽ được bỏ đi, thay vào đó là chiếc mũ nồi của người đàn ông người Hơ Mông. Ngọn đuốc tự do sẽ chuyển thành tấm khiên của người dân tộc thiểu số nhiều ý kiến nhưng căn nguyên của vấn đề nằm ở đâu ngay từ khi việc nổ ra cộng đồng mạng facebook đã có nhiều ý kiến khác nhau có người nói đây rõ ràng là công trình chưa đạt trình độ thẩm mỹ cần dẹp bỏ hoặc có ý kiến cười nhạo rằng ai lại rước thần tự do về để trôn sống một nửa thân thể như thế có vẻ như biểu tượng nữ thần tự do dễ gây dị ứng với một số giới lâu nay đây là hình ảnh bị tuyên truyền ở việt nam gắn với hoa kỳ với chủ nghĩa tự do với di sản thực dân đế quốc. Một bức tượng nhỏ của Pháp đặt ở Hà Nội thời thực dân, đó là tượng bà Đầm Xòe đã từng bị kéo đổ năm 1945. Xét ra, việc có tượng nữ thần tự do như ở Hoa Kỳ, ở Pháp hay ở hàng chục quốc gia khác trên thế giới là chuyện đáng ra không có gì phải băn khoăn về văn hóa. Thứ nhất, đây là tượng Libertas, nữ thần của người La Mã cổ đại về gốc gác không liên quan gì đến diễn biến hòa bình hay chủ nghĩa thực dân cả. Chiếc vương miệng mà bản trên tượng ở Sapa sắp bị đổi thành chiếc mũ đàn ông ấy là biểu tượng cho các đại dương và lục địa, không phải vương miệng gai trên đầu Chúa Giêsu của Kitô giáo, vốn là tôn giáo sinh sau tôn giáo đa thần của La Mã. Thứ hai, các biểu tượng tự do này rất phù hợp với tuyên ngôn của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc sau Cách mạng tháng 8 năm 1945. Bởi vì hai cái chữ tự do ở tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ mà Hồ Chí Minh mới có cảm hứng và vẫn có cái dòng chữ độc lập tự do hạnh phúc cũng là đến từ cuộc cách mạng Pháp, tự do, bình đẳng, bác ái. Cộng hòa Pháp tự hào với các khẩu hiệu giải phóng xã hội khỏi chuyên chế phong kiến, đã dùng lại biểu tượng nữ thần tự do mà người La Mã xây nhằm tôn thờ vĩ nhân của họ như Cicero hay là César để đề cao tự do của nền chính trị công dân. Cũng chính nước Pháp đã giúp Hoa Kỳ xây bức tượng nữ thần tự do ở New York, to gấp nhiều lần so với bản gốc ở bên sông Seine Paris. Kiến trúc sư Gustave Eiffel thiết kế khung thép cho bức tượng Lady Liberty của Mỹ năm 1886. Và cũng vẫn ông Gustave Eiffel là người thiết kế cầu Long Biên, cây cầu rồng bay cho Hà Nội, dù ông không sang Đông Dương để chỉ đạo thực hiện. Một năm sau, tượng nữ thần tự do vương cao trên đảo Liberty Island, Manhattan, Hoa Kỳ thì bức nhỏ hơn đã được người Pháp đem sang Hà Nội giữ đấu xảo năm 1887 rồi để lại. Có lẽ việc khai hóa của thực dân Pháp không thuyết phục được người Nam nên bức tượng này có số phận khá long đong. Đã từng đặt trên tháp rùa giữ hồ gươm, rồi đặt ở cửa Nam và đến năm 1945 thì bị đập. Phải nói rằng dù chúng ta có ghét chế độ thực dân đế quốc thì cũng phải công nhận các tượng tượng đài và các công trình kiến trúc của Pháp xây ở Việt Nam có thẩm mỹ hơn nhiều so với những công trình sau này. Từ tượng đài tới các giá trị khác. Tượng đài nói chung ngoài giá trị trang trí tạo điểm nhấn cho không gian công cộng còn chuyển tải thông điệp văn hóa gồm cả văn hóa chính trị. Bởi vậy, việc xây dựng tượng hay dỡ bỏ đều gây ra cảm xúc khác hẳn việc xây một bức tường hay dọn một cái trụ cầu bê tông. Tôi để ý thấy báo Việt Nam gần đây mới ngỡ ngàng là tượng nữ thần tự do từng có mặt ở Hà Nội, chứng tỏ việc tuyên truyền xóa hẳn trí nhớ chung đi thật là hiệu quả. Khẩu hiệu tự do sau đó trở thành lá bài trong chiến tranh lạnh, đối nghịch với phe xã hội chủ nghĩa và miền Bắc Việt Nam, nhưng ngày nay thế giới đã khác nhiều vấn đề đều được chỉnh lại nhân loại hòa đồng chia sẻ hơn cùng lúc vẫn còn không ít người ở việt nam tiếp tục dị ứng với khái niệm tự do vì tự do ngôn luận tự do cá nhân liên tục bị đặt vào thế đối lập với tập thể với tôn ti trật tự cá nhân tôi nhìn hình đăng trên mạng xã hội thì thấy bức tượng ở sapa chưa đạt khá thô sơ nhưng cứ để thế cũng chẳng sao. Du khách nước ngoài không trông đợi các tác phẩm siêu đẳng như Guggenheim Museum ở Sapa mà có khi lại thích cái kiểu mộc mạc miền núi của vườn tượng cá nhân. Việc vội vàng bản địa hóa biến nữ thần La Mã thành một người đàn ông quả là chuyện nực cười việc cần làm là chủ động du nhập và đồng hóa các biểu tượng bền vững của văn hóa châu âu mà nay đã thành phổ cập trên thế giới không kể các nước châu âu mỹ latin tượng nữ thần tự do đã có mặt ở ấn độ pakistan nhật bản singapore trung quốc bạn thử tìm trong google search từ khóa status of liberty sẽ ra địa chỉ ảnh của hàng chục điểm có tượng nữ thần tự do ở rất nhiều nước Riêng Trung Quốc, tượng này có mấy tỉnh liền và tại thẩm quyến thì nữ thần tự do đứng trong công viên Window of the World, phiên bản nhiều tượng nổi tiếng thế giới. Đây là cách làm hơi giống với việc xây tượng lạ và vui thu hút du khách của chủ cơ sở du lịch Sapa. Việc làm của điểm du lịch check-in An Sapa xét ra là tự phát, nhưng không có gì là xấu và sai. Có chăng là Việt Nam đang thiếu hẳn một đường lối xây dựng tượng đài hoặc các quy trình xây các theme park sao cho phù hợp với trào lưu quốc tế, tránh việc tự phát, tự dựng tượng, rồi cũng tự phát bắt nữ thần phải biến thành đàn ông.